Đây, hôm nay bà con đang thu hoạch trái ấu nha. Ruộng này là đang hái ấu lần thứ hai nha, thu hoạch lần thứ hai. Ủa chị, mình thu hoạch mấy lần mấy 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 mấy, mấy ngân? Thường mình thu hoạch mấy lần mấy ngân ha? Cái mùa nước nhiều ăn ăn khu nước nước nhiều quá, nước Dạ. nhiều thì ông ăn từ 4-5 đợt ăn. Ồ, thu hoạch 4-5 lần luôn, đã Nước trời. cạn này nó dạng như nó mau hư đó. Dạ. Nó còn được là mình còn thu hoạch ha. Còn thu hoạch nước nhiều thu hoạch được à, thì thuốc men vô. Ngày mai lên đó vậy. Chú. Dạ. Ngày mai lên hả? Ngày mai lên đầu đài hay vậy? Lên toàn thế giới luôn. Biết sao không? Cái này cái hành động này nó chịu nước nhiều rồi nó ăn dai hả? Lên YouTube lên toàn thế giới luôn. Cảm ơn nha. Nữa đủ nữa tôi cho giấy bạc không ơi. Dạ. Thấy là áo thấy hàm không các bạn? Cập 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 cập. Nước ít thì ăn nó mau da, ăn nó ăn mau tàn. Cái mùa này thu này nó lâu tàn hơn cái mùa đông xuân. Một cây nhiều trái nhất là mấy trái anh? Nhiều là nhất là 4 trái 5 trái hả, trả lại hả? Dạ. Rồi bắt đầu nó mới hết đó, nó ra nữa. Rồi mình thu hoạch lần này lần thứ hai cách nhau bao lâu? 12 ngày 10 10 10 tới 12 ngày à, tới 12 13 ngày á. Cỡ 12 ngày là thu hoạch lần tiếp ha. Nói chung nó còn là mình thu hoạch tiếp. Nó không còn thôi. Dạ. Đã. Nó dập hư hết là nó không còn. Hư hết rồi đâu có còn. Dạ. Hai này rồi, quay qua đó, hai đập gì đó. Chứ là có đập 3 nữa, đập 3 có còn. Dạ. Vậy là 12 ngày nữa là sẽ thu hoạch được 3. Ừ, 12 ngày nữa. Còn mấy 15 ngày, mình thấy già thì 12 ngày. Dạ. Còn già 15 ngày. Quá đã luôn. Bởi vậy giờ người ta thích trồng ấu là đúng rồi. Ừ, bây giờ trồng ấu lắm. Trồng lúa phân ăn hết. Nhớ quay là ngon nha. Rồi. Để lãnh nút bạc nút vàng có tiền rủ anh đi nhậu tay quơ. Rủ anh đi nhậu nha. Dạ. Này là thu hoạch lần hai đó. Cái cây nó tròn giống cái dĩa dĩa dĩa. Cách 12 ngày sẽ thu hoạch một lần. Thu hoạch mấy lần là mới già vậy anh? Còn thu hoạch được là thu hoạch rồi. Sao đâu, đi chỗ khác thì kêu bằng anh. Chắc nó ở ngoài Bắc Kỳ mới vô anh ơi. Ngoài Bắc ta kêu bằng bác không à. Dạ, ở đây mình kêu bằng anh, bằng chú. Ở Lâm Đồng thì kêu bằng cậu, bằng tớ vậy á. Người ta nói bác cũng che à. Có thu hoạch rồi. Cái này đập hết nè. Này còn đó. Hái gọi qua hái đập gì đó. Cái này có nước nhiều là ăn nhiều đợt, còn nước ít là ít rồi đợt. Tối đa mình được mấy đợt? Cái mùa thu này ăn là 4-5 đợt á, nước nhiều nha, nước nhiều thì thuốc cứ hoài. Dạ. 4-5 đợt luôn, đã im hơn lúa. Bây giờ ấu là đang xuất khẩu mạnh lắm. Chi phí ra ông bỏ chi phí ra cũng còn tăng. Dạ. Tăng nấu bây giờ cũng bây giờ đâu cám bằng giữ đó ký. Bởi vậy. Không ngon lúa sao? Ngon lúa nhiều đỡ chăm sóc nữa. Ừ. Chắc mai mốt sẽ xuất hiện mấy chợ máu nữa quá. Nữa đợt sau quá, cái đợt sau cứ tôi chỉ cho đường vô. Vô trong nhà vô gần gần tôi nấp trong trong ông này có đám à. Dạ. Cái đường vô đó ông biết cô Hoàng không? Biết biết. Ừ. Cái biệt thự bá kìa. Ừ, cô Hoàng chạy lại đắng có cái đường đi vô. Đó cái biệt thự cho bá đắng kìa. Vô mỗi nhà tính tính nhà nào tôi chỉ cho. Chỉ trồng ấu đóng ấu không quay nhóc. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ok luôn mấy trong đầu cầu nhà tôi là khóa nhóc chưa rồi. Ủa rồi cái này mà nước nó sâu quá là sao mình thu được, mình đi xuồng mình thu hả? Hái cũng gì nè. À cũng lẩu gì nè, còn mình cũng lâu ra rồi lâu lâu quay cho các bạn xem nhé.
rất là đã.